Tuy Channel xin chào các bạn Thưa các bạn Từ lâu Mỹ luôn coi mình là đại diện cho thế giới tự do Đại diện cho công lý Bảo vệ quyền con người trên khắp thế giới Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận Đó là ngay tại Mỹ Người dân cũng không được bảo vệ một cách tốt nhất Rất nhiều người vô tội đã phải bỏ mạng Vì một vấn nạn đã làm đau đầu nhiều đời tổng thống Mỹ Nhưng cho đến nay Vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để Đó chính là nạn xả súng Những vụ xả súng liên tiếp xảy ra trong tuần qua Tại Mỹ cho thấy Bạo lực súng đạn vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân xứ cờ hòa. Trong nỗ lực giảm bớt những đau lòng do súng đạn, Tổng thống Joe Biden vừa công bố những quy định mới nhằm xóa sổ nạn súng ma. 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm thành phố Sacramento, bang California hôm 3 tháng 4. Chỉ ít ngày sau đó, hai người chết và 10 người bị thương trong vụ nổ súng tại hộp đêm ở bang Iowa. 18 người bị bắn, trong đó có 5 người thiệt mạng tại thành phố New Orleans, bang Louisiana. Mới nhất, hơn 20 người bị thương trong vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm ở thành phố New York vào giờ cao điểm ngày 12 tháng 4. Hàng loạt vụ nổ súng dẫn đến cái chết thương tâm của nhiều người dân vô tội diễn ra tại Mỹ trong những ngày gần đây. Song đây không phải là câu chuyện mới. Bạo lực súng đạn là vấn đề nhức nhối tại xứ cờ hoa trong nhiều năm qua. Everytown for Gun Safety, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố báo cáo cho thấy, thương vong do bạo lực súng đạn trên đường phố của Mỹ tăng báo động. Theo đó, Năm 2021, cứ trung bình 17 giờ lại có một người bị bắn trên đường phố Mỹ, tăng hơn 200% so với năm 2016. Trong khi đó, tổ chức Gamvaland Archive cho biết năm 2021, Mỹ ghi nhận 20.726 trường hợp tử vong vì súng, không tính các vụ tự sát. Những con số biết nói nêu trên đã phủ thêm những gam màu tối lên bức tranh bạo lực súng đạn tại Mỹ, đồng thời đặt ra những thách thức cho chính quyền Tổng thống Joe Biden. Kiểm soát súng đạn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối nội của tổng thống thứ 46 của Mỹ. Kể từ khi nhậm chức, ông Joe Biden đã thúc đẩy những bước đi mạnh mẽ nhằm siết chặt quản lý súng đạn. Trong nỗ lực mới nhất, tổng thống Joe Biden bổ sung quy định nhằm khai tử nạn súng ma. Đây là loại vũ khí có thể được mua dưới dạng bộ dụng cụ, được lắp ráp tại nhà và không có số seri theo dõi, nên các cơ quan chức năng rất khó truy vết nguồn gốc. Nhà trắng cho biết, ngày càng có nhiều súng ma xuất hiện tại hiện trường các vụ tội phạm Năm 2021, cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã thu hồi khoảng 20.000 khẩu súng loại này trong các cuộc điều tra tội phạm, tăng gấp 10 lần năm 2016. Quy định mới sẽ tìm cách bịt lỗ hỏng trong quản lý súng bằng cách yêu cầu các nhà sản xuất bộ dụng cụ súng ma có giấy phép liên bang và ghi rõ số CD trên các thành phần cấu tạo vũ khí. Ngoài ra, các đại lý cũng cần kiểm tra và lưu trữ hồ sơ người mua. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland khẳng định, Quy định này giúp bảo đảm các cơ quan chức năng có thể truy xuất thông tin mà họ cần nhằm giải quyết các vụ phạm tội. Đồng thời góp phần giảm số lượng vũ khí không thể theo dõi đang tràn lan trong cộng đồng. Quy định nêu trên nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân và nhiều tổ chức tại Mỹ. Đại diện Everytown for Gun Safety nhấn mạnh, bước đi mới của tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ siết chặt kiểm soát loại vũ khí nguy hiểm này, từ đó hạ nhiệt nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ. Tuy nhiên, quy định nêu trên cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ những người ủng hộ sử dụng súng. Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ NRA từng tuyên bố sẽ chống lại mọi biện pháp kiểm soát súng đạn. Mỹ là một trong số ít quốc gia trên thế giới quy định quyền sở hữu súng trong hiến pháp. Song siết chặt quản lý súng là một trong những chủ đề gây chia rẽ sâu sắc tại chính trường Mỹ trong nhiều năm qua. Do có quan điểm trái ngược, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không thể tìm ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy các chính sách về vấn đề này. Hơn nữa, ngành sản xuất và kinh doanh súng đạn mang lại lợi nhuận khổng lồ mỗi năm. Do vậy, các nhóm vận động tại Mỹ, trong đó có NRA, với tiềm lực tài chính mạnh, thường không chịu ngồi yên khi các biện pháp quản lý súng ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của họ. Đây là lý do khiến qua nhiều nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, các dự luật về kiểm soát súng đạn 5 lần 7 lượt không thể cán đích. Những vụ xả súng liên tiếp mới nhất, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ. Các bệnh trầm kha này tiếp tục đặt ra thách thức lớn với chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc tìm ra phương thức hữu hiệu nhằm sớm bịt những lỗ hổng trong quản lý súng đạn đưa nước Mỹ thoát khỏi nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm qua các vụ xả súng và bạo lực súng đã làm dư luận Mỹ phản ứng mạnh mẽ đòi hỏi chính phủ Mỹ phải có các quy định thắt chặt về kiểm soát súng đạn thế nhưng điều này không hề dễ dàng dù việc sở hữu vũ khí là một trong những quyền được ghi trong tu chính án thứ hai của hiến pháp Mỹ song trong suốt phần lớn chiều dài lịch sử nước Mỹ kiểm soát súng luôn trở thành một vấn đề gây chia rẽ giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa dựa trên các quan điểm khác nhau về giá trị tự do và bình đẳng hai đảng hàng đầu của Mỹ thường thúc đẩy các chính sách đối ngược nhau về vấn đề này. Năm 2008, Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ những quy định hạn chế quyền sở hữu súng với phán quyết khẳng định quyền sở hữu súng, bao gồm quyền giữ súng đã lên đạn để tự vệ, là quyền được ghi trong hiến pháp của Mỹ. Phần lớn nghị sĩ Cộng hòa phản đối mạnh về việc hạn chế súng, cho rằng dự luật như vậy sẽ vi phạm hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu súng trong khi không giúp người dân Mỹ an toàn hơn. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ muốn có những đạo luật mới để kiềm chế nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ và để đảm bảo vũ khí không rơi vào tay những phần tử nguy hiểm. Ngay sau khi ông Obama nhậm chức vào hồi năm 2008, Đảng Cộng Hòa và các tổ chức vận động hành lang cho ngành công nghiệp súng đạn đồn thổi ông sẽ tước bỏ súng từ tay công dân Mỹ. Sau đó, doanh số súng ở Mỹ đã tăng nhanh. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thời thập niên năm 1990 và đầu những năm 2000, khoảng 30% dân Mỹ cho rằng quyền sở hữu súng đạn quan trọng hơn luật kiểm soát súng. Sau khi ông Obama vào nhà trắng, con số này tăng lên 45% và vào tháng 7 năm 2015 tăng lên 50%. Nhưng dù vậy, 70 đến 85% người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch ngặt nghèo người mua súng, thắt chặt luật cấm người tâm thần mua súng và xây dựng cơ sở dữ liệu liên bang để theo dõi việc mua bán súng. Chính phủ Mỹ có thể đưa ra một số hạn chế như cấm tội phạm từng bị xét xử và người mắc các bệnh tâm thần mua súng đạn. Người mua súng đạn cũng bị kiểm tra lý lịch, tuy nhiên bất chấp các vụ xả súng đẫm máu những năm qua và phản ứng của dư luận nước này, trên thực tế các quy định kiểm soát súng đạn tại Mỹ sau vụ xả súng trường học tại Newton, Connecticut vào tháng 12 năm 2012 khiến 20 trẻ em thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm cách hạn chế việc bán súng máy và thắt chặt các quy định kiểm tra lý lịch. Nhưng ông Obama thất bại hoàn toàn, rời Nhà Trắng mà không thể đạt được bước đi quyết định nào trong vấn đề này. Chúng ta chưa chứng kiến bất kỳ thay đổi nào về luật quản lý súng đạn ở tầm quốc gia trong nhiều năm qua. Do vị thế của Đảng Cộng Hòa và vì ngành công nghiệp súng đạn vận động hành lang rất dữ dội và rất giỏi trong việc huy động sự ủng hộ. AFP dẫn lời giáo sư Robert Spazer thuộc Đại học Seoul of New York nhận định ông từng xuất bản cuốn sách về luật kiểm soát súng đạn. Giáo sư Spazer có nhiều bằng chứng cho thấy rằng luật kiểm soát súng đạn thật sự có tác dụng đặc biệt đối với những đối tượng nguy hiểm như người có tiền án hoặc người mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên đó không phải là thông điệp chính trị mà người Mỹ được nghe nhiều. Thay vào đó, Đảng Cộng Hòa và ngành công nghiệp súng đạn luôn rêu rao rằng pháp luật chỉ cản trở những công dân thành thực muốn sở hữu súng và không có tác dụng với những kẻ muốn sử dụng súng vì có ý đồ xấu. Ông Spicer than thở. Câu chuyện chưa có hồi kết. Hai dự luật mới của luật kiểm soát súng đạn nhằm mở rộng kiểm tra lý lịch người mua đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Thế nhưng, rất khó để nó được Thượng viện Mỹ chấp nhận. Tại Thượng viện Mỹ, Đảng Dân Chủ chỉ chiếm 50 ghế, trong khi các văn bản này cần nhận được 60 phiếu ủng hộ. Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Thượng viện Mỹ ngay lập tức thông qua hai dự luật trên. Ông nhấn mạnh, đây không phải là một vấn đề đảng phái và không nên coi đây là một vấn đề đảng phái. Đây là vấn đề của nước Mỹ bởi nó sẽ cứu nhiều mạng sống, cuộc sống của người Mỹ và chúng ta phải hành động. Thế nhưng, đây cũng chưa phải là hồi kết của vấn nạn súng đạn tại Mỹ. Các chuyên gia cho biết lực lượng ủng hộ quyền sở hữu súng ở Mỹ có tính tổ chức cao, nguồn vốn dồi dào từ các công ty sản xuất súng. Trong những năm qua, nhiều tổ chức hoạt động với mục tiêu thắt chặt kiểm soát súng đạn, xuất hiện và hoạt động mạnh nhưng thua xa đối thủ về số lượng, nguồn vốn và khả năng tổ chức. Giáo sư xã hội học Jim Taylor của Đại học Ohio cho biết, súng còn là biểu tượng của tự do, lòng yêu nước và chủ nghĩa cá nhân tại Mỹ. Tư tưởng này đã thấm sâu vào nền văn hóa Mỹ, phim ảnh, sách báo, truyền hình, ca nhạc. Những vụ bạo lực súng đạn như vụ xả súng tại rạp chiếu phim Colorado năm 2012 khiến 12 người chết và 70 người bị thương, càng khiến phe ủng hộ súng đạn quyết tâm hơn. Tâm lý một số người là điều đó sẽ tiếp tục xảy ra và chúng ta cần phải có súng để tự vệ, giáo sư Taylor nhận định. Vấn đề là theo giáo sư Wilson thuộc Đại học Ranoke, bạo lực súng đạn tại Mỹ quá nghiêm trọng, không thể xử lý bằng luật kiểm tra lý lịch người mua. Phần lớn kẻ xả súng mua súng một cách hợp pháp, ông Wilson nhấn mạnh. Theo ông, các câu hỏi quan trọng mà người dân Mỹ cần phải tự đặt ra là Tại sao chúng ta lại có sức mạnh súng đạn để làm những việc như thế và tại sao chúng ta lại muốn gây tội ác với những và tại sao chúng ta lại muốn gây tội ác đối với người khác dù sao nỗ lực của ông Joe Biden và đảng dân chủ cũng rất đáng được ghi nhận nhưng việc có chấm dứt được tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ đã nhức nhối nhiều năm qua hay không lại là một câu hỏi khó thiết nghĩ thay vì việc thường xuyên giao giảng về tự do nhân quyền trên khắp thế giới thì Hoa Kỳ nên tập trung giải quyết những vấn đề nhân quyền có nhức nhối ngay tại quốc gia mình đặc biệt là nạn xả súng cướp đi sinh mạng hàng chục nghìn người vô tội mỗi năm các bạn đánh giá thế nào về vấn đề này hãy để lại ý kiến bình luận nhé bản tin của chúng tôi đến đây xin kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại